Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Chúc mừng các bác đây, này, em về được con đẩy đến từ thương hiệu là ESS Soul System này. Đấy. M38.4. Nó giống kiểu 39.2 của mấy con Morgan Sau ấy. Đấy. Con này thuộc dạng là cũng hàng tốt và hàng chất. Con này là sử dụng nguồn xung như là mảnh glass hat này, thế mới kinh như này. Các bác nào mà đang gọi là khoái nguồn xung thì đến đây nhá. Hãy đến với em. Nó không đến với em đêm nay đâu. Đây, mặt sau đây thì có dây nguồn và công suất tối đa là 3.500W, tiêu thụ chỉ 16A. Đấy. Có jack speak công ra loa, jack unbalanced input và jack 6 ly đầu vào tín hiệu vào. Có chế độ đánh các kiểu đây. Có cả dồn kênh nhá. Đấy. Gun in này, mắc noát này. Đấy. Ok. Đây, em sẽ mở ra cho các bác xem. Về thì từ tối hôm qua em có quay video rồi, nhưng cuối cùng là phải xóa đi, quay lại. Quay ban ngày nó nét, quay tối nó mập mờ. Bắt đầu các bác nào mắng rồi là kêu em ơi tối lắm, không nhìn thấy gì cả. Đấy. Thì đây máy đây nhá. Các bác nào quan tâm mấy glass hat thì liên hệ với em. Đây, đây là phần công suất đây. 16 sò một kênh. Đấy. Cái này thì em sẽ rút hẳn ra. Sẽ cố gắng tháo hẳn ra, bỏ nó sang một bên, quay cho các bác xem. Các bác yên tâm, cái này cũng chỉ là cái gọi là hốc gió thôi chứ có gì đâu, đúng không? Đây nha, 16 sò một kênh, 32 sò hai kênh. Cái loại này mà các bác đánh full ram hay là các bác đánh monitor, ui sờ, hay là các bác mà cũng nghìn hai mà nghìn hai một kênh, nghìn hai một kênh ở 8 ohm, 4 ohm là vào khoảng tầm 2000W, nên là các bác con này mà chơi súp thì chỉ đánh được súp đơn thôi. 38.4 nguồn xung đi nha, hai bo nguồn hai bên nha, được chưa? Bên này riêng cấp nguồn cho công suất bên này riêng cấp nguồn cho công suất bên này. Đấy. Máy thì trông nó đơn giản này thôi. Đấy. Tụ nguồn đây, tụ nguồn sau đây. Đấy. Tụ nguồn sau 100V 2700mA, tụ nguồn trước 200V 2200mA. Đây là phần công suất này. 16 sò các bác đếm chở công suất này ra này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con bên này nữa là vào 16 sò một kênh. Đấy. Bên này nữa 8 con nha, 8 con nữa nha, là 16. Tổng cộng là máy là 32 sò hai kênh, 32 sò mà mạch nguồn xung. Con này thì em cũng xin báo giá luôn nhé. Giá bên em đang bán là 6.8 triệu bao ship, tặng cho các bác cái dây jack tín hiệu với dây jack Janoa. À jack Janoa rồi. Jack speak công ấy. 38.4, 1200 một cây. Xúc đơn tới 2 côn trang các bác đánh thoải mái. Nhá. Con này thì khuyên dục các bác đánh gồng hết cỡ này cho gọi là bí loa qua đánh, đánh xúc đơn đánh được. Xúc kép cũng đánh được, nhưng mà đánh lâu thì nó không được ổn lắm. Em nói thế rồi. Nếu như cái tiêu chuẩn của bên em là không được ổn là cũng được của các bác. Còn bên em bảo đánh tốt là các bác cứ đập thoải mái, tập nẹt gà. Con này mà các bác ghép cùng với A-Zay thì nó đánh cũng phải gọi là tuyệt vời luôn. Được chưa? ESS S-System, S-System này. Đấy. Mà 38.4. Máy con này thì dùng sò chắc là năm 2001943 thôi. Đấy. 32 sò, 16 sò một cây. Máy đây, đơn giản, đúng không? Quạt NMB nhé, quạt Trung Quốc. Cái quạt này thì chuyên những cái cục đẩy cao cấp, nó toàn lấy quạt của hãng này. Đấy. Trông chả có gì nhỉ. Cục này nhẹ lắm. Em đã quên không cân thử xem nó bao nhiêu cân. Nhưng mà nguồn xung mà giá tầm này là các bác chơi được rồi. Máy rất là chất lượng nha. Máy rất là chất. Đấy. Nó có một cục nguồn, gọi là nguồn lấy mẫu so sánh này. Điện nguồn nó sẽ cấp cổng cục này trước. Ví dụ điện cao quá thì nó sẽ có cái dây này này, ba cái dây này xanh đen xanh này, sẽ gọi là dây lấy mẫu điện áp. Nếu như mà chênh lệch điện áp, ví dụ điện vào là 220 và điện ra đây nó bao nhiêu vôn đấy, thì nó sẽ lấy mẫu để chuẩn, thì điện công suất nó thì tương tự như thế. Còn đang đánh nó sụt áp thì nó sẽ có nguồn đây, nó sụt đây, cái mạch này nó cũng sụt theo đấy, nó kiểu kiểu ấy, lấy mẫu mà, mạch lấy mẫu. Nó giống như ngày xưa mà các bác sửa tivi nguồn các loại tivi
tivi dày ngày xưa, tivi CRT mà màn hình nó to rồi dày nặng hai mấy cân, ba mấy cân một cái tivi. Thì các bác nào sửa tivi giỏi thì sẽ làm được cái mạch này, nguồn xung. Đấy, bên em thì biết tương đối. Nói chung là những con máy này bán cho các bác với giá ấy là không thể nào mà kêu đắt được nữa. Các bác đi mua con nào nguồn xung bây giờ giá mới mà máy như thế này nhá, không có tầm 12 đến 15 triệu một con, các bác cứ đến tận nhà mắng vào mặt em, được chưa? Nhìn hai một kênh là 8 ôm. Kêu cái gì đúng không? Con này thì em bán và em bảo hành cho các bác là 6 tháng nhá, trong vòng 6 tháng có lỗi bất cứ lỗi gì các bác gửi về em bảo hành. Đấy. Không phải nói nhiều. Bán hàng nó chuẩn như thế mà các bác dùng một ngày lỗi hay là dùng một năm sau lỗi, à một năm sau thì hết rồi. 6 tháng thôi. Ví dụ các bác mua hôm nay đi, đến 5 tháng sau nó có lỗi các bác gửi về em bảo hành cho. Sau đó em gửi lại cho các bác là các bác cứ dùng bình thường. Đấy. Bảo hành tối đa trong vòng 6 tháng thôi nhá. Còn thích bảo hành 1 năm thì thêm tiền vào nhá. Em chỉ sợ mỗi cái là các bác ngâm nước thì em chịu. Cái loại này mà ngâm nước thì em chịu nhá. Đấy, bác nào thừa tiền thì mua về xong ngâm nước xong cắm điện nhá. Đấy. Đấy mà đi ngâm nước thì đúng chịu. Đấy. Ok nhá, thì các bác là quan tâm hiện trực tiếp đi. Test thì chắc có khi là tí nữa hoặc lúc nào test sau nhá. Con này thì nói chung là cũng to mồm lắm. Các bác có thể đánh một con này. Đánh full đôi như 725 là con này đánh được này. 725 mà 2 bát 40 một kèn thì các bác đánh thoải mái. Bát 40 tới 200 nha, các bác đánh thoải mái cho em. Nếu mà đánh là full ram, đánh thoải mái đánh tẹt ga. Mà vị đánh kiểu ấy nó có súp rồi thì nó sẽ gánh hết phải súp rồi. Con này đánh lời nó vừa vừa thôi. Cắt từ 125Hz trở nên ui tức ngực. Đấy. Còn ví dụ như là các bác mà bí đẩy quá, nếu con này đánh súp thì nói chung là đánh cũng được nhưng mà nó không được căng lắm. Mình nguồn sung. Đấy, nếu như mạch TD thì em bảo là các bác đánh thoải mái cho em. Còn đây là mạch hát mà lại nguồn sung này mà đánh súp thì có vẻ là không ổn lắm. Con này mà đánh từ 200 này, đánh được này. Đấy. Súp Evo này. Đấy. Thì các bác nào quan tâm liên hệ trực tiếp nha. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip test lần sau nha.